Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cư sĩ Trần Hiến cùng với Hòa thượng Thích Viện Việt trụ trì chùa Liên Hoa và ban tổ chức anh cư sĩ Bùi Lan và cư sĩ Lê Cảnh Hải. Chúng tôi xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả của đài BYN. Xin kính mời thầy gửi lời chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào chư vị đồng hương khán giả của đài BYN 57.3. Xin kính chào cư sĩ Trần Hiến. Dạ, một Phật kính chào thầy. Cư sĩ Bùi Lan, cư sĩ Lê Kinh Hải. Xin mời Bùi Lan. Dạ, tôi là Bùi Lan, ban tổ chức cho hội chợ Tết và chợ Tết năm Quý Tỵ. Xin kính chào khán thính giả và cảm ơn đài BYN. Xin kính mời Lê Kinh Hải gửi lời chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi là Lê Cảnh Hải, con kính đảnh lễ Hòa Thượng, kính chào cư sĩ Thần Hiền và kính chào cư sĩ Bù Lan, và trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài BYN 57.3. Nam mô Như Phật. Dạ, kính thưa tất cả quý khán thính giả của đài BYN 57.3, chúng ta thấy rằng cái năm Thìn đã sắp đi qua và năm Quý Tỵ là đến với chúng ta trong cái mùa xuân, cái buổi điểm giao thừa, giao thời của ngày xuân đến với chúng ta. Quý vị thấy sau lưng chúng tôi là cây tắc bắt đầu ra trái rực vàng rực rỡ, báo hiệu là mùa xuân đã đến. Và chùa Liên Hoa trong cái bầu không khí tưng bừng đón xuân cũng không có quên là làm tổ chức một cái lễ hội hội chợ xuân để mà tất cả quý Phật tử xa gần cùng chung vui với chùa. Và như tất cả các quý khán thính giả cũng như đồng hương đã biết, chùa Liên Hoa từ lâu nay vẫn trong cái khó khăn để chưa dựng được cái hội trường. Tuy nhiên năm nay khởi sắc và chúng tôi sẽ bắt đầu sửa đường và có giấy phép để bắt đầu làm đường và ống nước, tất cả ống đường để mà chuẩn bị. Thì có thể quý vị Tết năm nay quý vị tới sẽ thấy chúng ta đang bắt đầu khởi công. Và bây giờ thì chúng tôi xin thưa cùng quý vị là cái năm nay là cái năm đặc biệt rất là tốt đẹp đối với chùa Liên Hoa. Mọi sự bắt đầu khởi sắc và chùa Liên Hoa sẽ tổ chức 2 ngày lễ hội lễ xuân để mà hội chợ xuân dằm ngày 23 và 24 tháng này, tức là tháng 2, tức là sau cái ngày Tết 2 tuần, tức là trúng dằm vào ngày lễ Thượng Quân, tức là nhằm rằm tháng Giêng. Thưa quý vị, hãy đến với chùa Liên Hoa để chung vui. Và chùa Liên Hoa thì như quý vị đã biết, tất cả các năm chúng tôi chưa có được cái hội trường, do đó vẫn phải làm ở trong một cái lều rất là hạn hẹp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong rằng tất cả có những cái chương trình hội chợ xuân đem lại sẽ với tất cả những gian hàng thức ăn chay, thi quốc phục thiếu nhi, và cũng như là tất cả các nam nữ nghệ sĩ từ phương xa đến và tất cả những tài danh ở địa phương sẽ hát cho chúng ta nghe. Và rất là mong rằng tất cả quý vị sẽ cùng đến và chia vui với chùa Liên Hoa. Tất cả những cái điều gì mà quý vị cần liên lạc về thi quốc phục thiếu nhi, về đặt gian hàng, thì quý vị có thể gọi về anh Hoang là đặt gian hàng 713-884-0348, hoặc là anh Nguyễn Cương để mà quý vị lo vấn đề mà văn nghệ, hay là tất cả quý vị sẽ lo điều gì khiến Nguyễn Cương là 713-377-1439, cùng với ca sĩ Trọng Hải là 832-755-2772. Đó là vấn đề thi quốc phục thiếu nhi. Để năm nay quốc phục thiếu nhi các em sẽ có nhiều cái trò chơi, và thi quốc phục có những giải thưởng rất là có giá trị do ông bà Lê Cảnh Hải tặng. Và sau cùng là quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, tất cả mọi vấn đề tổng quát đó là 832-330-8882, hoặc là anh Lê Cảnh Hải, chị Kim Châu là 832-607-8336. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi có anh Lan Bùi, đạo hữu Lan Bùi là một cư sĩ, Lan Bùi là phó nội vụ của chùa, đặc trách vấn đề mà hội chợ xuân, chợ Tết. Chợ Tết tức là bán tất cả những cái hoa quả trái, bông hoa để mà tất cả quý vị có thể đến đó để quý vị mua giúp vui, giúp cho chùa và đem về lễ bái trong cái dịp mà ngày 30 Tết. Thì bây giờ thì chùa vẫn còn mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, những trái cây
Và chút nữa anh Lan sẽ trình bày cùng quý vị vấn đề này. Và bây giờ chúng tôi xin kính lời để mời thầy để kêu gọi những Phật tử xa gần đến chung vui với chùa chúng ta. Xin kính mời thầy. Cảm ơn cư sĩ Trần Hiến và chư vị trong ban tổ chức. Vừa rồi những cái lời của anh Hiến đó mà, và tôi nhìn trên cái màn hình của TV có post lên, có đưa lên cái hình hội trường của chùa Liên Hoa. Và đó là lần đầu tiên mà chư vị đồng hương Phật tử thấy cái dáng dấp của cái hội trường của chùa Liên Hoa trong tương lai. Và cũng hồi hộp là bây giờ không phải là tính chuyện khởi công hàng tháng hay là năm như là nhiều năm qua mà chư vị phải rất là khó khăn để chờ đợi. Và bây giờ thì chờ đợi hàng tuần và hàng tháng. Trong không bao lâu nữa thì cái công việc đầu tiên, tức là bắt đầu xẻ đường theo cái đòi hỏi của county, của quận hạt. Và tất cả những chuyện đó đều nhằm chung vô để làm sao cho công việc của chùa Liên Hoa để có được cơ sở như cư sĩ Trần Hiến nói, để phục vụ cho đồng hương, đồng bào Phật tử và đặc biệt tồn tại thành phố Houston của chúng ta. Rất trông mong rằng cái ngày đón xuân cũng như hội chợ xuân năm nay của chùa Liên Hoa được đông đảo quý ngài và toàn thể chư vị đồng hương Phật tử tới để ủng hộ và tới để hỗ trợ tinh thần, để giúp đỡ cho cái công việc của chùa sớm được hoàn tất, đặc biệt là hội trường với cái kích thước 20.000 square foot, và trong đó có chứa đựng cái nội dung đó là một sân khấu lớn, một cái nhà bếp và tiện nghi vệ sinh lớn. Ngoài ra còn một khoảng trống có thể chứa từ trên dưới 1.200 người sinh hoạt cùng một lúc ngồi bên trong hội trường. Trên căn bản thì đó là một cái sự cố gắng và được cái sự hỗ trợ, yểm trợ của toàn thể chư vị Phật tử, đồng hương giúp cho chùa đôi lời như vậy để mở đầu cho cái buổi nói chuyện hôm nay, để giới thiệu về sinh hoạt hội chợ và chợ Tết của chùa và 3 ngày Tết và đêm giao thừa, cũng như là cái chào cờ đầu năm ngày mùng 1 Tết Chủ nhật của chùa Liên Hoa. Dạ, chúng tôi cũng xin nhắc nhở tất cả quý vị, ngày mùng 1 Tết là ngày thượng kỳ đầu năm của chùa Liên Hoa, và ngày 30 Tết, tức là ngày chính Tây trong tháng này, tức là cái ngày đó cũng sẽ có một cái đêm giao thừa, và 10 giờ thì sẽ có đoàn lân múa, và sau đó thì quý vị sẽ là đúng giao thừa thì chúng ta sẽ tụng kinh, và sau đó thì quý vị có thể hái lộc, và quý vị có thể thỉnh lộc, bánh mứt, trái cây, những cái gì mà có, và những cái tấm lì xì, và ngoài ra có chư tăng sẽ cột chỉ các tường cho quý vị để mà lấy một cái sự may mắn và các tường cho cả nguyên năm. Và bây giờ chúng tôi xin nhường lời lại cho anh Lan là trưởng ban để mà lo cái vấn đề mà chợ Tết của chúng ta tại chùa Liên Hoa. Bây giờ xin mời anh Lan. Dạ, kính thưa quý đồng hương, thính giả, năm Quý Tỵ năm nay cũng như các năm khác, chùa Liên Hoa có những cái cuộc buôn bán gọi là chợ hoa cho ngày Tết cũng khiêm nhường như chùa chúng tôi. Chúng tôi không có dám dí như những cái chợ hoa khác lớn lao. Chúng tôi tuy nhiên, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ bánh, trái, dầu hoa quả để đồng hương có thể đến mà mua bông hoa và bánh mứt về cúng ông bà ba ngày Tết. Chúng tôi đã bắt đầu buôn bán từ hôm thứ Bảy tuần vừa rồi, và ngày hôm nay mặc dầu trời mưa và Phật tử cũng đến vui vẻ giúp cho chúng tôi trước mua hoa quả về cúng, sau giúp đỡ cho chùa. Về bánh mứt đó, thì chúng tôi gồm có như bánh tét, bánh chưng, chả lụa, giò, bì chay, bánh ít, nhân đậu, nhân dừa, bánh chưng, bánh tét. Và nhất là năm nay chúng tôi có mứt dừa do chùa Pháp Luân tự làm, và bánh kẹp cũng như mứt hạt sen. Tất cả những thức ăn này làm tại chùa hoặc là tại thành phố Houston, chúng tôi không có import tất cả bất cứ một thức ăn nào từ nước ngoài đưa vào. Về phần trái cây thì cũng đầy đủ tất cả các loại trái cây để cho chúng ta cúng ba ngày Tết. Dưa đu đủ, xoài, mình gọi một cách dí dỏm là dừa đủ xoài, ngoại trừ trái lâm chôm thì chúng tôi không có mua, vì chôm dừa đủ xài thì ở Việt Nam chứ ở đây chúng tôi không có trồng, không có lâm chôm.
Với hơn nữa Lâm Chôm năm nay cũng có nhiều cái không được tốt. Còn riêng về bông hoa đó thì có những cái bông hoa rất là tốt, như là hoa sống đời năm nay có tất cả 3 màu, màu đỏ sẫm, màu vàng và màu màu hồng, rất là đẹp. Còn về hoa đậu quyên thì cũng có 3 loại: đậu quyên trái tim lớn, trái tim nhỏ và đậu quyên cây. Riêng về đậu quyên cây tuy rằng mắc hơn những loại khác, nhưng mà như hôm thứ Bảy vừa rồi chúng tôi bán đậu quyên cây rất là nhiều, bởi vì ai cũng nghĩ rằng sau 3 ngày Tết rồi chưng xong rồi có thể hạ thổ trồng dọc theo cái đường đi ra ngoài, đường đi của mình rất là đẹp. Và chúng tôi cũng có loại khóm rất là đẹp và cây thổ lan. Đặc biệt năm nay cây thổ lan riêng ngày thứ Bảy không, chúng tôi bán được trên gần 20 chậu hoa thổ lan, mặc dầu nó rất là mắc. Xin lỗi, bán từ 35 cho tới 40 tùy vào ba cánh hay là hai cánh. Và cúc thì chúng tôi cũng có cúc đại đoá 8 bông và đại đoá 6 bông, phong lan cánh bướm và phong lan dancing. Cái phong lan dancing có nghĩa là trong cái cánh cành của phong lan đó có dáng cái hình giống hệt như là một cô gái đang nhảy đầm. Và mai rừng tiếng Mỹ gọi là forsythia và hoa anh đào. Ngoài ra còn có nhiều loại sắc hoa khác nữa mà do nơi nursery đoàn 4 tận tình, năm nào anh ấy cũng giúp đỡ cho chùa chúng tôi bán chỉ lấy vốn và bán guarantee sale, có nghĩa là bán được bao nhiêu thì nộp tiền vốn cho anh ấy, còn không bán được thì anh chị ấy cũng đưa về. Do đó mà sự cúng dường của anh chị đối với chùa chúng tôi rất là cảm ơn thành tình của anh Đoàn Bốn. Và sau đây chúng tôi xin nhường lại cho anh Lê Cảnh Hải, ban tổ chức. Dạ, kính thưa quý vị, anh Lê Cảnh Hải là phó ngoại vụ của chùa Liên Hoa. Trong cái vấn đề mà họp và làm việc ở trong ngôi chùa của Liên Hoa chúng tôi, mặc dầu chùa chưa có được một cái hình thành một ngôi chùa giống như mà chúng ta mong mỏi, chỉ là một cái treo lơ nho nhỏ, nhưng mà cái ban trị sự, tức là cái ban quản ban hội trì Tam Bảo thì cũng có. Chúng tôi là trưởng ban hội trì Tam Bảo, anh Bùi Lan mới vừa nói thành lập trưởng ban về phó trưởng ban nội vụ và anh Hải là phó trưởng ban ngoại vụ. Và hãy nói tới ngoại vụ là phải nói làm sao để mà đi tới đi lui, làm sao để có sự kết hợp, sự thương yêu của tất cả quý vị bên ngoài để mà tạo thành một cái nguồn quỹ để mà xây dựng cái ngôi chùa. Thì anh Hải và chị Kim Châu đã giúp đỡ rất nhiều, và vì vậy anh đã đi nhờ bên này nhờ bên kia rất là nhiều những người đã yểm trợ, và cái sự yểm trợ này đã hình thành cái vé số của chúng tôi, vé số để mà mọi người vui xuân trong cái bảo trợ đó, vé số gây quỹ kiến tạo chùa Liên Hoa trong cái ngày xuân Quý Tỵ của chúng ta. Thì vé số mỗi vé có 5 đồng mà trúng 10 lượng vàng. Bởi vì 10 lượng vàng này á, 10 vàng số 4, số 9, tức là trị giá khoảng chừng 21-22 ngàn, thì đó là một cái mà quý vị chỉ có tốn 5 đồng quý vị có thể mà vui được, mà biết đâu quý vị trúng được mấy chục ngàn. Thì bây giờ thì anh Lê Cảnh Hải làm cái gì nó cũng phải có cái phần đó, thì anh Lê Cảnh Hải có thể thưa cùng quý vị là tất cả những quý vị mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng ta để mà có cái chương trình mà vé số sổ số để gây cái quỹ để mà chúng ta có được một cái phần mà chương trình của đại nhạc hội mà cho cái chùa chúng ta. Chút nữa chúng tôi sẽ nói về thành phần ca sĩ và chúng tôi chỉ sợ mất không đủ giờ, thành ra anh Lê Cảnh Hải có thể thông qua để tất cả quý vị mạnh thường quân chúng ta. Vâng, trân trọng kính chào quý vị đồng hương và Phật tử tại Hội Tân. Xuyên qua hàng năm thì chùa Liên Hoa tổ chức hàng năm vào dịp Tết, nhưng mà đặc biệt năm nay là chùa tổ chức một ngày thật trang trọng và rất tốt, là nhằm vào cái ngày 15 là ngày Thượng Nguyên. Dạ, thì song song đó thì vấn đề mà gây quỹ yểm trợ, thì trước hết chúng tôi cũng xin đại diện cho trưởng ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các quý vị mạnh thường quân mà đã yểm trợ ca sĩ cũng như đóng góp cho tình tài để mà có cái lô 10 và 10 lượng vàng
để xổ số. Thì sau đây chúng tôi cũng xin đọc những danh sách để tri ân những vị mạnh thường quân. Và ông Phạm Công, Tiệm Vàng Kim Châu, Red Bear Restaurant, Lý Rì Vô Sông Quýt, Nhung Vỏ Insurance, và hệ thống nhà hàng Kim Sơn, Cơm Tấm Thuần Kiều, Nelson Jeweler Company, Healthy Dental, Công ty Lê Dương, và Đài Ven TV, Hilton, Bác sĩ Lê Minh Đức, gia đình La Minh Sơn, ông bà Lê Bá Hoàng, gia đình Trần Hiến, Thu Văn Trần, ông bà Điền Mỹ Lệ, gia đình Bùi Lan Diệu Mai và các con, ông bà Lê Trường, ông bà Dương Đời, ông bà Lê Công Ứng, ông bà Bùi Kim Oanh, ông bà Phạm Bản, nha sĩ Mai Thị Hoa, Apple Dentist, nha sĩ Bùi Xuân Đình, nha sĩ Hợp Nguyên, ông bà Bùi Lý Thái, Elegant Flower, gia đình Tôn Thất Chí, cô Liên Huỳnh, Tiệm Vàng Minh Trí. Và đặc biệt cũng xin cảm ơn ông bà Nguyễn Làng, Direct Finisher đã cho một giải hạng nhất. Hạng nhì có luật sư Ngô Quốc Lân. Và phần bạc thì có Nelson Jeweler Company. Và cũng nhân tiện đây cũng cảm ơn hai em sự Tiệm Vàng Ngọc Minh ở Colorado cũng đã bảo trợ cho ca sĩ Gia Huy. Và công ty Lê Dương cũng bảo trợ ca sĩ. Và đó là cái thành phần mà bảo trợ cho 10 lượng vàng một ca sĩ trong buổi tiệc xuân hôm nay, thưa anh Hiền. Dạ, dạ, cảm ơn anh Lê Cát Hải đã đọc lên để mà nói lên lời tri ân của ban tổ chức đến tất cả những quý vị mạnh thường quân. Và xin thưa quý vị nhớ rằng cái vé số hỗ trợ xuân của quý tỷ Chủ nhật này 24 Tây sẽ được sổ ngay tại khuôn viên của chùa Liên Hoa trong cái ngày lễ hội. Và xin thưa rằng ngoài cái những cái việc mà sổ số lượng vàng đó, chúng tôi còn có nhiều nhiều tiết mục khác, trong cái đó là có ảo thuật, có vũ khúc dân tộc, có cổ kim hòa điệu, cải lương này cái đó, do hai người mà chúng tôi rất là trân quý, đó là Thanh và Kiều Lệ Tâm. Và thi quốc phục thiếu nhi thì quý vị có thể gửi con em đến để mà sẵn sàng ghi danh, và cái ngày đó sẽ sổ số. Mà riêng các em cũng có những cái trò chơi lành mạnh tại khuôn viên của chùa, và trong đó thì có trò chơi nhân gian để quý vị những người lớn cũng có dịp để vui xuân. Và chương trình nó sẽ được nhiều 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 lắm, sẽ được tất cả quý vị hỗ trợ. Và tất cả những anh chị em nào muốn có gian hàng thì xin hãy liên lạc với anh Nguyễn Hoang 7138840348 để đặt cái gian hàng của mình. Và chương trình văn nghệ với hội chợ xuân rất là nhiều ca sĩ, đặc biệt nhiều hơn các năm khác, là có ca sĩ Thanh Tuyền, có ca sĩ Gia Huy, một ca sĩ trẻ thư hát về đạo, có ca sĩ Đặng Thế Luân, có ca sĩ Hà Vi, có ca sĩ Phương Hồng Ngọc, có ca sĩ Giang Tử, có ca sĩ Cúc My, có ca sĩ Nguyên Lê, có ca sĩ Kiều Anh, Thiên Thanh, Mỹ Loan, Vương Phùng Sơn, An Nguyên. Đó là những ca sĩ nổi tiếng và tài danh và đến hát cho chúng ta. Ngoài ra ở trong cái địa phương của chúng ta cũng nhiều tài tử gia nhân, là riêng đặc biệt là ca sĩ nổi tiếng, đó là Trọng Hải, Trần Lai, Bảo Ly, Tuy Vân, và nhất là bé Tú Anh. Bây giờ bé nhỏ của đài BYN, bây giờ bé lớn lên và bé ca rất là duyên dáng, mà chúng tôi rất là ưu ái. Và sau đó là chúng tôi có ba MC bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, có MC Giáng Hà và MC Trọng Hải sẽ giúp cho cái cuộc mà vui chơi trong mấy ngày xuân của chúng ta, nhất là cái hội chợ xuân, sẽ được một cách là thành công mỹ mãn và nhất là vui nhộn. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy đến chung vui cùng gia đình của chùa Liên Hoa. Đây rất là ước ao và mong được quý vị đến với chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và mượn làn sóng đài xin chúc tất cả quý vị một năm thân tâm an lạc, vạn sự cát tường và sở cầu như nguyện, và nhất là một năm thành công mỹ mãn. Và bây giờ chúng tôi xin mời thầy có đôi lời cúc kết thêm. Xin cảm ơn chư vị trong ban tổ chức đã nhiệt tình với những thông tin rất là rộn ràng cho những ngày lễ hội của chùa Liên Hoa, và trân trọng kính mời và kính chúc toàn thể chư vị đồng hương và Phật tử một năm mới sắp tới, năm Quý Tỵ 2013
an khương, thịnh vượng và những người sống cho đời sống đức tin tinh thần của chúng ta có cơ hội để thăng tiến cái giá trị của niềm tin tôn giáo của chúng ta để phục vụ cộng đồng. Xin kính chào quý vị.